Dạ, xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Có thêm hàng lướt mà như mới luôn. Chiếc này em thấy nó còn mới dữ quá. Canon D đưa, thương hiệu của Mỹ nè. Thay khung sườn có môi hàng. Vậy là khung sườn này bằng hộp kim nhôm rồi. Môi hàng rất là khéo luôn, liền băng hà. Nhìn khung sườn giống như là carbon vậy. Chiếc này còn mới quá. 2022. 2 × 11, size là 51. 1m68 và 1m73. Bộ rúp 105, cực kỳ còn mới luôn. Giò láng bóng rất là đẹp, như là xe mới vậy. 50-34, giò dĩa 105, đời 7.000 rồi hả? Khung bóng giận mới tinh hà. Tất cả thấy đều còn mới lắm. Cụ đề cũng vậy luôn. Shimano 105, đời 7.000. Cụ đề này nhẹ lắm. Clip Shimano 105 cũng đồng bộ hết luôn. Clip còn tốt lắm, như là xe mới vậy. Khung sườn sau nhìn mối hàng liền băng ha, giống như là carbon luôn vậy. Khung còn rất là đẹp luôn, không thấy chạy xước gì. Dây đi âm khung sườn luôn. Khung sườn còn rất là đẹp luôn, mới lắm. Chữ Canon D đưa rất là đẹp. Dưới lườn xe cũng vậy, không có dấu chạy xước gì. Còn mới tinh hà. Khung sườn này được sản xuất ở Taiwan. Khung sườn nhôm này nó nhẹ dữ lắm. Tay lắc 105 cũng bóng giận hà. Không thấy dấu chạy xước gì. Xe lướt mà còn mới ghê hồn luôn. Niền nhôm hiệu Ma Viết Cừ là ok lắm. Lớp Victoria 725C. Chiếc này nhìn tổng quát tất cả đều còn mới lắm. Em thấy chiếc này mang bộ rúp 105, đời 7.000 là quá ok luôn. Chiếc này tốt và bền lắm mà nó vẫn còn mới nữa. Em xin phép báo giá ship chiếc xe này về đến Việt Nam của mình, giá là 52 triệu ạ. Còn xe thì trong tình trạng còn rất là mới ạ. Khung sườn đẹp quá. Dạ, còn chiếc này là Wheeler, thương hiệu của Ý ạ. Khung nhôm càng carbon. Đời xe là 2011, size là XS. Chiếc này khung sườn ngang là 500, còn khung sườn đứng là 435. Tay lắc ngàm thắng, cụ đề là U Tẹt Ra. U Tẹt Ra đời 6600. Ghi đông và bô tăng
bằng nhôm. Khung sườn còn đẹp lắm hả? Giò dĩa là của Omega. Khung càng trước carbon còn rất là bóng. Meyer Shimano. Meyer phía sau cũng của Shimano luôn. Yên còn rất tốt. Ui, xe nhẹ quá. Cụ đề u tẹt ra. Líp còn tốt. Giò dĩa hiệu Omega. Xe còn đẹp lắm ạ. Dạ, chiếc này em xin phép báo giá ship về Việt Nam là 25 triệu ạ. Khung càng trước carbon còn rất là đẹp luôn. Dạ, quý cô chú, anh chị và các bạn ơi, nếu như có nhu cầu xin liên lạc em qua Zalo ạ. Dạ, còn video đến đây em xin phép tạm dừng video lại rồi. Xin chân thành cảm ơn đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã dành rất nhiều thời gian để xem video. Xin kính chúc quý cô chú, anh chị và các bạn cùng gia đình thật dồi dào sức khỏe và luôn luôn bình an trong cuộc sống ạ. Em xin kính chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.